Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long được Hội Đột quỵ Thế giới công nhận đạt tiêu chuẩn vàng trong điều trị đột quỵ. Chứng nhận này được trao cho bệnh viện vào sáng ngày 5 tháng 5. Để đạt chuẩn vàng trong điều trị đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long phải đáp ứng được nhiều tiêu chí khắt khe như thời gian từ khi người bệnh nhập viện đến khi được điều trị tái thông mạch máu là dưới 60 phút, tỷ lệ điều trị tái thông từ 5 đến 15% trong tổng số bệnh nhân nhập viện, tỷ lệ bệnh nhân được chụp MRI CT scanner đạt trên 85%, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não được sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu khi xuất viện, tỷ lệ bệnh nhân được tầm soát rối loạn chức năng nuốt tại đơn vị đột quỵ, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ được điều trị tại đơn vị đột quỵ hoặc phòng hồi sức tích cực. Đạt chứng nhận vàng không chỉ thể hiện chất lượng điều trị và quản lý của bệnh viện mà còn là động lực để bệnh viện tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân đột quỵ.